Ở thời kỳ hiện đại, bóng đá là môn thể thao đặt nặng sức mạnh của kim tiền và thách thức. Người ta thường cho rằng những cầu thủ thường xuyên thay đổi màu áo câu lạc bộ không phải là một người trung thành, bởi họ bị chi phối bởi tiền bạc và thường rất ít khi gặt hái được những thành công trong sự nghiệp quần đùi áo số. Nhưng đôi khi, việc thay đổi câu lạc bộ, thay đổi môi trường chơi bóng cũng là cách để con người ta thay đổi một cột mốc trong sự nghiệp và cũng là cách để họ tìm kiếm những thách thức lớn hơn. Nếu như ở số trước, cả bóng đá đã mang đến cho bạn siêu địa hình chỉ gắn bó với một câu lạc bộ duy nhất trong sự nghiệp, thì ngày hôm nay, cả bóng đá cũng sẽ gửi đến các bạn top 10 những gã du mục đích thực của thế giới bóng đá. Vị trí số 10, Robbie Keane, 10 câu lạc bộ. Robbie Keane từng là cái tên nổi bật tại xứ sở sương mù khi anh có đến 300 trận khoác áo Tottenham Hotspur với 93 bàn thắng được ghi tại câu lạc bộ Bắc London. Chưa dừng lại ở đó, tính rộng ra khắp Premier League, Keane đã ghi tổng cộng 126 bàn thắng sau 349 trận đấu. Nếu tính cả khoảng thời gian cầu thủ người Ireland thi đấu cho những đội bóng khác tại nước Anh, ngoài gà trống, Robbie Keane từng khoác áo 9 câu lạc bộ khác nhau từ Wolverhampton, Coventry City, Inter Milan, Leeds United cho đến Liverpool, Celtic, West Ham, Los Angeles Galaxy và Aston Villa. Dù trong bóng đá, chấn thương, phong độ suy giảm là điều không thể tránh khỏi, nhưng bằng lòng quyết tâm và sự vươn lên của bản thân, Robbie Keane đã khẳng định anh là một trong những tiền đạo hàng đầu nước Anh lúc bấy giờ. Đó là một tấm gương của những cầu thủ bóng đá nổi tiếng của đất nước Ireland, nhưng ẩn trong đó chính là một hình ảnh kiên cường, cần cù của con người Ireland luôn biết cách vượt qua khó khăn, thử thách dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Vị trí số 9, Nicolas Anelka, 12 câu lạc bộ. Mọi thứ bắt đầu với Anelka khi anh được nhận vào biên chế đội trẻ PSG ở tuổi 16. Để rồi, chỉ cần đúng một mùa giải sau đó, chàng trai sinh năm 1979 đã đặt bút ký vào bản hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên trong đời cùng câu lạc bộ chủ sân công viên các hoàng tử. Nhưng rồi, sức mạnh của đội bóng thủ đô nước Pháp thời đó cũng chẳng đủ hấp dẫn để níu giữ Anelka dài lâu. Tài năng trẻ bóng đá Pháp cập bến nước Anh trong màu áo Arsenal. Để rồi sau đó anh bôn ba qua 12 câu lạc bộ khác nhau trong sự nghiệp, từ Real Madrid, Liverpool, Manchester City, Fenerbahce, Bolton, Chelsea, Thân Hoa Thượng Hải, Juventus, West Brom và kết thúc sự nghiệp của mình tại Ấn Độ trong màu áo của Mumbai City. Dù là cầu thủ có tài năng lớn, nhưng Nicolas Anelka lại không chịu khó gắn bó với câu lạc bộ nào quá lâu trong sự nghiệp. Tiền đạo này từng có 2 lần vô địch Premier League cùng với Chelsea và Arsenal, 1 lần vô địch Champions League cùng Real Madrid và 1 lần vô địch Serie A trong màu áo Juventus. Có lẽ trong cả sự nghiệp, sân Stamford Bridge là nơi chứng kiến Anelka gắn bó lâu dài và tạo được nhiều dấu ấn nhất trong đời cầu thủ với 4 năm khoác áo câu lạc bộ thành London. Vị trí số 8, Antonio Cassano, 7 câu lạc bộ. Trong quá khứ, bất kỳ cầu thủ viên nào cũng từng công nhận Antonio Cassano là một trong những tài năng xuất chúng bậc nhất của bóng đá Ý. Thậm chí người ta còn nhận xét Cassano chính là truyền nhân của Roberto Baggio. Nhưng rồi, sau tất cả mọi kỳ vọng, sự nghiệp thăng trầm của Antonio Cassano trở thành một trong những niềm tiếc nuối lớn nhất của bóng đá xứ Bỉ ống. Với kỹ thuật cá nhân trời phú, tốc độ cực kỳ tốt, Cassano có thể dốc bóng qua mọi đối thủ một cách dễ dàng và bắn hạ không thành đối phương. Khi đó, Serie A đang là giải đấu hấp dẫn nhất châu Âu, nơi quy tụ của rất nhiều ngôi sao xuất sắc thế giới. Dù vậy, chàng trai tuổi teen Cassano vẫn là nhân vật mà báo chí Italy phải nhắc đến mỗi ngày. Nhưng rồi, cá tính quá mạnh cùng với tiết lộ gây tranh cãi khi Cassano đã ngủ với hơn 700 người phụ nữ đã không thể giúp tiền đạo này thực sự vươn tầm trở thành một ngôi sao xuất sắc của bóng đá thế giới. Để rồi từ đó, Antonio Cassano dần trở thành một gã du mục khi khoác áo 7 câu lạc bộ khác nhau trong sự nghiệp, từ Paris, Roma, Real Madrid đến Sampdoria, AC Milan, Inter hay Parma. Vị trí số 7, Andy Cole, 12 câu lạc bộ. Tiền đạo khét tiếng của bóng đá Anh, Andy Cole cũng là một gã du mục đích thực khi anh từng khoác áo rất nhiều câu lạc bộ hàng đầu của Premier League trong thời gian từ năm 88 đến 2008. Trong suốt sự nghiệp của mình, Cole đã khoác áo tổng cộng 12 câu lạc bộ khác nhau: Arsenal, Fulham, Bristol City, Newcastle, Manchester United, Blackburn, Manchester City, Portsmouth, Birmingham City, Sunderland, Burnley và Nottingham Forest là những câu lạc bộ mà cầu thủ này từng kinh qua. Tiền đạo trứ danh người Anh hiện đang là chân sút xuất sắc thứ 3 trong lịch sử Premier League chỉ sau Wayne Rooney và Alan Shearer. Có thể nói, qua thời gian thành công nhất sự nghiệp của Andy Cole đến khi anh khoác áo Manchester United trong thời gian từ năm 95 đến 2001, trong đó có cú ăn ba vĩ đại vào mùa giải 98-99.
Vị trí số 7, Hernan Crespo, 7 câu lạc bộ. Crespo từng chơi đến 7 câu lạc bộ khác nhau là River Plate, Parma, Lazio, Inter, Chelsea, AC Milan và Genoa. Dù từng được đánh giá rất cao nhưng Crespo lại không thể vươn được đẳng cấp thế giới như kỳ vọng. Với chân sút sinh năm 77, rất hiếm khi cho thấy sự ổn định của bản thân. Chính vì không chứng tỏ được hết khả năng, nên cựu tiền đạo người Argentina chưa bao giờ gắn bó với một đội bóng nào quá lâu. Minh chứng là trong gần 5 mùa giải khoác áo Chelsea, anh chỉ nổ súng 23 sau 49 trận. Giai đoạn thi đấu bùng nổ nhất của Crespo là khoảng thời gian chơi cho Parma và Lazio. Năm 2000, tiền đạo người Argentina từng là cầu thủ đắt giá nhất thế giới khi chuyển từ Parma sang Lazio với mức phí 36 triệu bảng. Sau đó Crespo cập bến Inter trước khi sang Chelsea trong Dream Team của kỷ nguyên đầu Abramovich. Đỉnh cao cuối cùng của Crespo là khi anh trở về Inter thi đấu thời gian trái mượn. Trong sự nghiệp, tiền đạo này đã có được một Premier League, 3 Serie A và một UEFA Cup. Vị trí số 5, Christian Vieri, 15 câu lạc bộ. Bò mộng từng có một sự nghiệp đặc biệt khi anh thi đấu cho tổng cộng 15 câu lạc bộ khác nhau. Người ta nhớ nhiều đến Vieri là bởi phong độ hủy diệt của anh trong mùa áo Inter và mùa giải 2001-2002. Bởi khi đó, cặp đôi Ronaldo Vieri là cặp tiền đạo gây nên nỗi khiếp sợ cho cả Serie A. Tuy nhiên, tiền đạo người Ý cũng đã từng đầu quân cho rất nhiều câu lạc bộ khác nhau tại xứ mì ống như Juventus, Lazio, Torino, Fiorentina và thậm chí là cả AC Milan. Rất nhiều người nhớ về bầu mộng trong khoảng thời gian anh chơi cho Inter, nhưng ít ai biết rằng trước đó Vieri từng có giai đoạn rực rỡ ở Lazio để rồi cập bến Nerazzurri với mức phí kỷ lục thế giới. Anh từng có hai lần rời Italia để chơi cho những câu lạc bộ nước ngoài là Atletico Madrid và Monaco nhưng không thực sự thành công. Vị trí số 4, Rivaldo, 16 câu lạc bộ. Nhà vô địch thế giới Rivaldo từng nổi danh trong mùa áo Palmeiras trước khi được Deportivo La Coruña mua lại vào năm 96. Trải qua một mùa giải gây ấn tượng mạnh, Rivaldo đã chuyển tới Barcelona và trải qua giai đoạn rực rỡ nhất trong sự nghiệp với quả bóng vàng 99. Tại sân Camp Nou, chân sút người Brazil được biết đến với ma thuật mà cái chân trái siêu dị cũng như khả năng rê bóng, giữ thăng bằng, kiểm soát bóng trong phạm vi hẹp và những bàn thắng theo kiểu xe đạp chống ngược huyền thoại. Sau 235 lần ra sân, Rivaldo có được 130 bàn thắng. Đỉnh cao cuối cùng trong sự nghiệp là khi Rivaldo cập bến AC Milan và góp công giúp câu lạc bộ này vô địch Champions League vào mùa giải 2002-2003. Trong suốt hơn 24 năm chơi bóng chuyên nghiệp, Rivaldo cũng cho thấy anh là một gã du mục thực sự khi trải qua 14 câu lạc bộ khác nhau là Santa Cruz, Mojimirim, Corinthians, Palmeiras, Deportivo La Coruña, Barcelona, AC Milan, Cruzeiro, Olympiacos, AEK Athens, Bunyodkor, São Paulo, Kabuskov và São Caetano. Vị trí số 3, Luca Toni, 15 câu lạc bộ. Đóa hoa nở muộn Luca Toni chỉ thực sự được chú ý sau khi ghi 51 bàn trong 83 trận ở mùa giải 2003-2004 và 2004-2005 cho Palermo. Bằng hiệu suất ghi bàn ấn tượng đó, chân sút sinh năm 77 kéo đội bóng áo hồng từ Serie B lên Serie A rồi cán đích thứ 6 để giành suất dự UEFA Cup ngay mùa giải năm đó. Phải tới khi khoác áo Fiorentina năm 28 tuổi, anh mới được thế giới biết đến. Luca Toni cập bến Bayern Munich năm 30 tuổi và trải qua 3 năm rực rỡ cuối cùng trong sự nghiệp. Sau đó, anh phiêu bạt đến Roma, Genoa và Juventus nhưng đều không để lại thành công. Tổng cộng trong sự nghiệp, tiền đạo người Ý đã khoác áo 15 câu lạc bộ khác nhau, từ một chuỗi những câu lạc bộ vô danh ở Serie B và Serie C cho đến những Palermo, Fiorentina, Bayern, Roma, Genoa, Juventus, Al-Nassr và kết thúc sự nghiệp của mình tại Hellas Verona vào năm 2016. Vị trí số 2, Didier Drogba, 8 câu lạc bộ. Với những gì đã làm được trong suốt sự nghiệp huy hoàng, thật khó có thể nghĩ rằng Didier Drogba cũng chính là một gã du mục của làng túc cầu. Bởi gần như Drogba đã cống hiến trọn vẹn tuổi thanh xuân của anh trong màu áo Chelsea với những điều huy hoàng nhất tại mặt cỏ nước Anh. Ngày Jose Mourinho nhậm chức trong lần đầu tiên tại Chelsea, ông đã mang Drogba về từ Marseille, để rồi phần còn lại là lịch sử tại sân Stamford Bridge. Suốt quãng thời gian gắn bó với Chelsea, Didier Drogba được phát huy toàn bộ khả năng của bản thân. Anh trở thành một cỗ máy săn bàn đáng sợ nhất ở Premier League vào thời điểm bấy giờ, bởi sự càng lướt, mạnh mẽ trong không chiến và có thể hạ gục bất kỳ thủ môn nào nhờ vào những cú dứt điểm trái phá. Tuy nhiên, ngoài Chelsea, Didier Drogba còn thi đấu cho 7 câu lạc bộ khác nhau là Le Mans, Guingamp, Marseille, Thân Hoa Thượng Hải, Galatasaray, Montreal Impact và Phoenix Rising.
Vị trí số 1, Zlatan Ibrahimovic, 9 câu lạc bộ. Cái tên cuối cùng trong top 10 này không ai khác là một gã du mục đích thực của làng tố cầu. Nó du mục từ chính vẻ bề ngoài của anh, Zlatan Ibrahimovic. Nhưng kỳ lạ ở chỗ Ibra không bao giờ hài lòng với một bến đỗ cố định mà luôn tìm kiếm những thử thách khác nhau cho sự nghiệp của mình. Khởi nghiệp ở quê nhà Thụy Điển trong áo Malmö, Ibrahimovic từ đó đã khoác áo vô số những câu lạc bộ lớn tại châu Âu. Dù ở bất cứ đội bóng nào, chơi ở bất kỳ giải đấu nào, siêu tiền đạo người Thụy Điển cũng trở thành một tiền đạo khét tiếng khiến mọi hàng phòng ngự phải khiếp sợ. Ibra đã kinh qua tới 9 câu lạc bộ khác nhau trong sự nghiệp chơi bóng của anh. Nhưng khác với những cầu thủ đi xuống phong độ sau khoảng thời gian tỏa sáng ngắn ngủi, Ibrahimovic luôn nằm trong top những chân sút hàng đầu thế giới với khả năng sang bàn thượng thừa dù đã bước qua tuổi 38. Và tất nhiên, những đội bóng hàng đầu mà ngôi sao tấn công này từng có mặt đều là những ông lớn máu mặt ở châu Âu như Juventus, Inter, Barca, AC Milan, PSG hay Manchester United. Trên đây là top 10 gã du mục của làng tốt cầu do cả bóng đá bình chọn. Theo các bạn, còn những cái tên nào xứng đáng và đủ xuất sắc để lọt vào danh sách này? Hãy để lại ý kiến của mình qua phần bình luận bên dưới. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những top 10 khác trên Cảm bóng đá.